Chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ chia sẻ đến tất cả mọi người làm món bánh in đậu xanh. Bánh này thì ăn rất ngon và dễ làm, công thức cũng đơn giản. Và nếu mọi người thích món này thì hãy vào bếp cùng mình nhé. Và đây là những nguyên liệu để làm bánh in đậu xanh. Đậu xanh 400g, đường cát 240g, nước cốt dừa 180g, hương vani, muối, dầu ăn 30g. Trước tiên mình đi nấu đậu xanh. 400g đậu xanh và đậu xanh khô mình đãi sạch sẽ rồi. 800ml nước. Lúc đầu thì mình để lửa to. Khi đậu xanh sôi thì mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Đậu xanh của mình lúc này nó sôi thì mình hạ lửa nhỏ xuống và mình hớt bọt. Đậu xanh của mình lúc này á nó mềm rồi và mình bóp thử một hạt này. Đó, nó mịn trong tay là được rồi. Mình tắt bếp. Lúc này đậu xanh của mình nguội rồi. Bây giờ mình đi xay đậu. Và mình xay cối đa năng thì mình không cần đổ nước. Chứ nếu ai xay bằng cối sinh tố thì mình phải đổ nước. Vì cối đa năng thì nó sẽ mạnh hơn là cối sinh tố. Xay đậu xanh xong thì mình cho đường vô này, 240g đường và mình đong cái thìa như vậy này là 20g này. Một cái thìa như vậy là 20g. Và mình đong một cái ly đo lường á là 260ml, 240g đường là 260ml. Mình cứ đong một thìa đầy như vậy là thật đầy như vậy là 20g. Đó, 240g đường. Nếu ta ăn ngọt hơn thì ta có thể cho thêm và ăn nhạt hơn thì ta có thể bớt đường đi. Mình cho vào 180g nước cốt dừa. Ta có thể ăn béo hơn thì ta có thể cho thêm. Mình cho vô một đầu đũa muối. Đậu xanh nó ít ăn muối lắm, cho mình cho một chút xíu thôi, một đầu đũa thôi. Mình khuấy lên để cho đậu xanh với đường nó hòa quyện với nhau nữa. Để cho nó khỏi cháy, chứ nếu bây giờ bật bếp lên thì nó dễ bị cháy. Đó, mình khuấy cho hai mấy cái hỗn hợp này nó hòa quyện với nhau đó, rồi mình hãy bật bếp lên. Mình bật bếp lên, lúc đầu mình để lửa to, lát nữa chảo nóng mình sẽ để lửa nhỏ. Và xên đậu xanh thì mình phải khuấy đều tay và mình khuấy sát cái đáy chảo này nè. Chứ mình cứ khều khều ở trên nữa, đậu xanh dễ bị cháy. Và một khi đậu xanh bị cháy rồi mình phải sang chảo liền. Chứ mình mà để là nó sẽ đen thui luôn á. Đậu xanh của mình lúc này nó sôi rồi nè, mình để lửa nhỏ và mình phải nhớ cái đáy chảo này nè. Phải cào sát xuống dưới, cái đậu xanh nó dễ cháy lắm. Mà nó cháy rồi mình phải sang chảo liền. Đậu xanh của mình lúc này cạn bớt nước rồi, mình cho vô đây 30g dầu ăn. Và ta có thể cho dầu ăn nhiều nữa vẫn được. Đó, mọi người nhớ này, xin đậu xanh phải cạo xuống sát cái đáy chảo này. Và cần nhất là ở giữa. Và đậu xanh này thì mình xài đậu xanh có vỏ thì nó sẽ ngon mà nó béo. Và nếu mà ai không đãi được đậu thì ta có thể xài đậu xanh không có vỏ. Đậu xanh không có vỏ thì nó có màu này, cho nên là nó không có ngon mà nó không có béo nữa và để không được lâu. Còn đậu xanh có vỏ thì nó không có màu này, nó có độ béo này và để được lâu này. Và mình đãi thì mình đãi nhanh lắm. 400g đậu mình đãi có hơn 10 phút là xong thôi. Còn ai không biết đãi đậu thì ta có thể mua đậu xanh không vỏ. Và đậu xanh này đó là mình xài đậu xanh khô là 400g. Nghĩa là đậu xanh chưa ngâm là 400g. Và mình ngâm được là mình đãi được thôi, chứ mình không có nên ngâm lâu. Vì mình ngâm lâu thì đậu xanh nó sẽ không có ngon. Ngâm đậu đãi được là mình đãi. Lúc này mình cũng cho hương vani vô này. 1/2 muỗng cà phê hương vani. Ta có thể cho vani dạng bột á, vì dạng bột nó dễ mua hơn dạng nước. Dạng nước thì chỉ có dụng cụ làm bánh mới có thôi, chứ ở những cái chỗ ngoài chợ thì không có. Và vani thì chỗ nào cũng bán hết á. Ở ngoài chợ, chỗ hàng đường sữa bột ngọt chỗ nào cũng bán hết. Mình cạo này xuống này, tại vì mà ở trên này nhiều khi á, lửa nó không lên trên này thì nên đậu xanh mình dễ bị hư này. Đó, cái đậu xanh lên trên này này,
thì cái chảo mình nó không có sên tới á, đậu xanh dễ bị hư. Và bánh này thì mình làm xong á, mình phải để thật là nguội rồi mình mới bỏ trong 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 hộp, chứ lúc mà nóng á mình bỏ trong hộp hơi ấm mà bỏ hộp là dễ bị hư lắm. Và cái đậu xanh này mình bảo quản hả, trong ngăn mát tủ lạnh, chứ còn tại vì mình không có xài chất bảo quản cho nên mình không nên để lâu, mình để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 5 đến 7 ngày thôi, còn người ta có chất bảo quản cho nên người ta để lâu được. Bây giờ thì đậu xanh của mình nè nó thành khối rồi nè, nó không có dính chảo nó là được rồi, và bây giờ này nó không có dính tay nữa là được rồi. Mình tắt bếp. Bây giờ thì mình chia được 7 cục đậu xanh, và bây giờ mình cho vô khớp này, đó vô khớp này, này. Và mình xoay như vậy nè, xoay kim đồng hồ này rất là dễ. Bây giờ thì mình đóng bánh nè, mình nắm cục đậu xanh cho nó chặt lại. Và cái này thì không cần đậy đâu, tự mình làm nhanh nhá, mình không cần đậy đâu, mình nắm cục xanh cho chặt lại, mình bỏ trong khuôn. Và không cần thoa dầu đâu, cái bánh này thì nó dễ lắm, không cần thoa dầu. Tại vì cái đậu xanh của mình nó có dừa nè, rồi có dầu ăn nè, cho nên không mình không cần thoa. Ta ấn như vậy cũng được, mà ta có thể dùng hoa văn cũng được, cái hoa cho nó đẹp. Đó, hoa văn thì bánh mình sẽ đẹp hơn. Và người mới tập làm thì nên dùng hoa văn. Đó, ấn như vậy nè, ấn xuống. Và mình rút cái hoa văn này ra. Hôm nay mình hết giấy nến rồi, mình xài giấy bạc. Đó, mình ấn khoảng mấy phút, à mấy giây mình mới lộn, khoảng 5 giây thôi. Bánh đậu xanh thì dễ làm lắm, dễ làm hơn trong các loại bánh bánh trung thu, bánh dẻo. Đó mình, bắt đầu mình, đó, mình bấm nó xuống, để mọi người thấy dễ, nó bột ra rồi. Mình làm lỏng nó tuột ra rồi. Mình bỏ nhân vô thì mình ấn nó chặt chặt như vậy nè, cho nó có nét. Đó, mình ấn bằng tay cũng được, và mình bỏ hoa văn vô vẫn được. Hoa văn vô thì cái bánh mình nó sẽ đẹp hơn. Đó. Bỏ hoa văn bánh mình sẽ đẹp hơn. Mình rút hoa văn ra. Đó. Mình làm khoảng 10 giây. Rồi bây giờ mình lấy bánh ra nè mọi người. Này, bánh mình rất là đẹp luôn. Bánh mình rất là đẹp. Và đây là bánh in đậu xanh mình mới làm xong. Bánh này thì mình mới làm xong, mình ăn chưa có ngon đâu. Mình phải bỏ trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 1 ngày thì mình ăn rất ngon. Video của mình đến đây là hết. Chúc mọi người thành công. Nếu mọi người thích hết thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.